Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, tuần trước các cầu thủ nhí đã có phần luyện tập và thi đấu khá căng thẳng. Với sự ra về của hai cầu thủ nhí Huy Hoàng và Hoàng Thiện, hy vọng sắp tới các bạn cầu thủ nhí của chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn nữa để có được chiếc vé vào đội hình top 10 cầu thủ nhí năm nay. Xin chào quý vị, một tuần lại qua và Sam rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cầu thủ nhí 2021. Ở tuần trước thì chúng ta đành phải chia tay đến hai bạn cầu thủ nhí, đó chính là Huy Hoàng và Hoàng Thiện. Hy vọng là các bé sẽ luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn. Điều này cũng có nghĩa là trong tuần này thì chúng ta sẽ không chia tay thêm một bạn cầu thủ nhí nào trong top 12. Và như hàng tuần, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập của huấn luyện viên Minh Phương. Với hy vọng không áp lực về việc đi hay ở lại đội hình, các cầu thủ nhí sẽ có một tuần tập luyện thoải mái hơn nha. Bây giờ, hai người cùng tuổi nhau và đồng cân đồng lạng với nhau, hai người một bóng. Rồi, chọn bạn đi, hai thủ môn đi chung với nhau. Ê, ê, nghe, đứng ở đây cái đã, từ từ, để nghe thầy nói cái gì cái đã. Đầu tiên ha, hai chúng ta di chuyển khắp mặt sân nha. Nhớ quan sát những cái marker của thầy nha. Không ai đụng vô marker của tôi nha. À, bắt đầu mình chuyền bóng bằng tay trước. Cái người không có bóng làm gì? Thông tin. Yes, go. Đúng rồi, khắp mặt sân. Văn Tiến lại thiếu quan sát rồi. Tập trung chút nào bạn Tiến ơi. Đừng để mất bóng nha, đừng để mất bóng. Ê, rớt bóng là phạt nha, đừng để rớt bóng nha. Đừng để rớt bóng là phạt nha. Các bạn cầu thủ nhí ơi, thầy Minh Phương đã dặn đi dặn lại là phải tập trung, không được để mất bóng mà. Là cái người cầm bóng đây nè, chuyền bóng vào chân bạn mình, hai chân nha, bằng lòng. Nam, gọi đi con. Ê. 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 Không biết tên hả? Ê. Rồi, di chuyển khắp mặt sân như vậy. Ai. Điểm yếu của các bạn cầu thủ nhí là chưa giao tiếp được chính xác với nhau trên sân bóng, nên rất hay làm mất bóng trước đối phương. Các bạn nhá, phải thông tin với nhau nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Rồi, xong thảy cho bạn mình tiếp tục. Đúng rồi, xong thảy cho bạn mình tiếp tục thảy cho mình. Hai người cùng làm nha. Xong rồi thảy cho bạn mình. Đó, bạn mình thảy cho mình. Ê, ra ngoài chạy thầy. Con ra ngoài chạy. Nhanh lên. Minh Phú lại thế rồi. Không tập trung luyện tập gì cả. Thầy Minh Phương phạt rồi đấy. Cứ phạm lỗi thế hoài ấy là không được đâu nhá. Minh Phú lưu ý này. Tiếp tục, tiếp tục. Ê, ê, ê. Đầu, 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 đầu. Di chuyển đi con, di chuyển sắp chân đi. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Cầu thủ nhí 2021. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách dành cho các cầu thủ nhí. Thử thách tuần này có tên là Ai nhanh hơn? Và thử thách này sẽ giúp rèn luyện kỹ năng khéo léo và tốc độ của các bé. Chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tuần này nhé. Chúng ta sẽ tham gia lần lượt từng đội, bao gồm tất cả các thành viên. Ở dưới kia thì cô Sam sẽ có một chiếc thùng. Trên chiếc thùng đó có rất là nhiều ốc vít. Sẽ dùng những chiếc tua vít để có thể mở những chiếc ốc vít đó ra. Ở trong đó chúng ta sẽ có tới 15 quả bóng. Lần lượt từng bạn dẫn bóng đi zigzag vượt qua các chướng ngại vật. Bạn này sẽ dùng tay để ném quả bóng qua cho thành viên này. Chúng ta hãy chọn ra một thành viên nào mà có khả năng tân bóng mạnh nhất để có thể đứng ở vị trí sau chiếc bảng này. Và các con sẽ tân bóng như thế nào đó để dẫn quả bóng vào trong chiếc thùng phi. Và các con lưu ý nha, sau khi mà bạn của chúng ta đó dẫn bóng tới đây nè và thảy quả bóng qua cho bạn bên này thì bạn kế tiếp mới được quyền là bắt đầu đi để vượt qua các thử thách. Các con đã ghi nhớ chưa? Dạ rồi. Đội nào cho được nhiều quả bóng vào trong thùng phi nhất thì sẽ là đội chiến thắng. Nhưng nếu có hai đội hòa quả bóng với nhau thì chúng ta sẽ tính trên thời gian nha.
Do đó, game này chúng ta vừa đòi hỏi độ chính xác và cũng vừa đòi hỏi thời gian nữa. Các bạn hãy cùng cố gắng nha. Dạ. Dạ. Ở trong tuần trước thì đội của đội trưởng Mâu Thủy đã giành chiến thắng ở trong thử thách. Do đó trong tuần này thì đội trưởng Mâu Thủy và đội của mình sẽ phải thi đầu tiên. Xin mời đội màu xanh dương của chúng ta vào vị trí. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thời gian bắt đầu. Qua bên đây Nam. Nhanh lên con, nhanh lên. Dùng tay được không? Cái nào dùng tay được không? Trò chơi gì mà mới bắt đầu đã thử thách tính kiên nhẫn của các bạn nhỏ rồi. Đúng là trong chương trình Cầu Thủ Nhí không có thử thách nào là dễ dàng cả. Để hoàn thành phần thử thách này, các cầu thủ nhí không những là phải nhanh tay mà còn phải thật khéo léo mới được đấy. Tính ra đội trưởng Mâu Thủy còn tập trung hơn cả các bạn cầu thủ nhí của chúng ta nữa. Đội xanh dương đã mở đến những con ốc cuối cùng rồi. Nhanh hơn nữa nào các bạn nhỏ ơi. Cẩn thận nha. Rồi. Cẩn thận. Đúng rồi, từ, cẩn thận. Nhìn cái tay. Khánh Nam đang dẫn bóng để Tấn Nam hoàn thành thử thách. Cố lên nào Khánh Nam. Hãy dừng đơn. Nam gì? Không vào rồi, tiếc quá. Trái bóng đầu tiên Tấn Nam đã không ghi được điểm. Tiếc thật đấy. Trái bóng thứ hai là Phú Quý truyền cho Tấn Nam. Bạn Nam phải cẩn thận hơn nữa nha. Vào rồi, điểm đầu tiên cho đội xanh dương. Mừng ghê luôn á. Tấn Nam hay quá, ghi được 2 điểm cho đội xanh dương. Chúc mừng Tấn Nam. Từ để bạn Hải xong rồi mình mới đi. Nam giỏi quá. Quay. Hải đi. Tiếc quá, bóng ra ngoài rồi. Thôi. Đứng để mình hướng lại. Uống từ từ nha. Đúng chưa? Uống từ từ, chưa xong. Nếu khi nào mà cô Mô Thị muốn đổi người, nếu mà Nam mệt cũng được. Thôi. Dường như Minh Phú không an tâm về đường chuyền bóng của mình cho Tấn Nam thì phải. Rồi, đợi xíu với Nam. Rồi, Nam Hải. Vào nữa rồi. Tấn Nam lại ghi được thêm 1 điểm cho đội xanh dương. Rồi, Hải, quý rồi. Không sao, từ con. Có thời gian mà. Rồi, đợi từ. Lại thêm 1 điểm nữa được ghi cho đội xanh dương. Rồi về đi, đi lên đi, chờ gì nữa? Sao chờ vậy? Hay quá. Cứ canh chính xác nha Nam. Rồi lại Nam. Hãy lấy. Rồi ok về, lên. Từ từ. Rồi Hải. Phú Quý đã truyền cho Tấn Nam. Để xem Tấn Nam có ghi được thêm điểm cho đội xanh dương không nhá. Lại ghi thêm 1 điểm nữa. Giỏi lắm Tấn Nam ơi. Lâm quả mệt đó con. Để cho bạn bình tĩnh, bạn đá vào. Rồi, lên. Hình như thử thách này không làm khó được đội xanh dương rồi. Còn bao nhiêu trái vậy? Rồi từ từ nha Quý. Không sao. Dường như Tấn Nam đã bắt đầu thấm mệt rồi. Minh Phú ơi, tập trung hơn một chút nào. Giữ bóng, cố gắng giữ bóng. Hết bóng chưa? Rồi đây là trái bóng cuối cùng đấy Nam ơi.
lại thêm một điểm nữa. Thưa quý vị, như vậy là đội màu xanh dương đã hoàn thành thử thách vô cùng xuất sắc khi đã cho được 10 quả bóng vào trong thùng phi và hoàn thành thử thách này trong thời gian là 5 phút 35 giây. Xin chúc mừng đội màu xanh dương. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần vượt qua thử thách dành cho đội màu cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Hey. Hey. Ô, cái này đi em. Qua nhận cái ghế, Bây giờ Ali cứ giặt lỏng ra rồi để cho mấy bạn, cho mấy bạn dùng tay cũng được đúng không? Bây giờ giặt lỏng ra trước. Ngồi xuống luôn. Dùng cái đầu kia dễ hơn á. Cái nào mà lỏng ra rồi thì mấy bạn khác dùng tay. Phải dùng cái tay ở dưới là mới được. Dường như đội cam đã quan sát rất kỹ đội xanh dương khi họ tham gia thử thách, nên động tác của đội cam rất nhanh nhẹn. Hey. Con đang nhận vô đó, đúng rồi. Này này, nhớ chú ý nghe hướng dẫn của đội trưởng nhá các bạn nhỏ ơi. Hình như Hoàng Thiên đang gặp khó khăn thì phải. Cậu bé cứ chào mày suốt đấy. Sánh như vậy. Nhanh lên Thiên ơi. Ba cái. Đi. Xoáy bằng tay nha, dễ hơn. Xoáy. Bỏ ra. Nhanh lên gần xong chưa? Hãy dịch nó phía trước, ngược chiều kim đồng hồ. Ngược lại. Đúng rồi, bây giờ con mượn cái tô bít của bạn đi. Đây, bỏ. Nhanh. Coi chừng chày tay nha. Con xoáy cái tay. Rồi. Từ chú, cái này ra không được này. Cái này nó quậy. Thả. Trên chứ sao dưới nha. Rồi, qua kia Trương. Xuân Trương sẽ đảm nhận vai trò ghi điểm cho đội của mình. Phải thật cố gắng nha, Xuân Trương, cố lên. Chính giữa. Tăng lên, ok. Trường ơi, tình huống đỡ bóng vừa rồi hơi mạnh đấy. Hãy nhẹ thôi, Nhẹ thôi. Từ từ, đi. Kiểm soát. Báo rồi, tốt quá. Chúc mừng đội cam, điểm đầu tiên. Đừng đấy được, không dùng tay thôi con. Không dùng tay thôi. Ouch. Không được rồi, rất tiếc cho đội cam. Đổi đi. Đội cam đã có kế hoạch đổi người ghi điểm. Hy vọng rằng Hoàng Thiên sẽ ghi được nhiều điểm cho đội cam. Kiểm soát. Cứ bình tĩnh. Qua con đi. Từ người một. Canh chúng vào quá. Có vẻ như may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội cam. Cố gắng lên nào các bạn cầu thủ nhí đội cam ơi. Từ từ nhé, mấy đứa chờ chút. Đứng đây, Tân, đây con. Đừng lại không vào. Quang Kỳ xa khác. Ôi, tiếc quá. Tự dưng lại bị hỏng mất một trái rồi. Từ từ. Quay. Rồi chạy, con về chuẩn bị tiếp. Không vào, rất tiếc. Từ từ. Vào rồi. Vậy là đội cam đã ghi được thêm một điểm. Nhẹ thôi. Không sao. Đi tiếp. Phải để bạn sẵn sàng. Quăng nhẹ thôi nha. Trước khi thấy tụi con phải hô lên cho bạn. Phải hô thông tin lên. Đứng đây thi. Chúc mừng đội cam thêm một điểm nữa nhá. Từ từ, Tân, đứng đây Tân. Ui, tiếc quá, tiếp. Không vào rồi. Đấy, con thấy đi. 1, 2, 3. Ok. Pha chuyền bóng của Tân quá cao khiến cho Hảo Khang hoàn toàn không đón được bóng. Bình tĩnh hơn một chút đội cam ơi. Ok. Hảo Khang
lại không đón được bóng rồi. Tiếc quá. Thấy cái gì đâu nhờ. Đội Cam đã đổi người nhưng dường như quyết định này chưa chính xác cho lắm. 1, 2, 3 Thấy. Dương ơi. Thấy. Đúng rồi, thấy như vậy đó, thấy điểm rơi vậy đó. Hết bóng rồi. Thưa quý vị, như vậy là đội màu cam đã hoàn thành thử thách trong vòng 6 phút 15 giây. Tuy nhiên thì các bạn màu cam chỉ đưa được 3 quả bóng vào trong thùng thôi. Và bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo dành cho đội màu xanh lá cây của đội trưởng SD. Thời gian bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 1, 2, 3, 4, 5 Bây giờ cái nào mà cứng quá thì mình lấy cái ốc vít mình dặn cho ra trước nha. Đội xanh lá đã có một khoảng thời gian quan sát rất tinh tế và tỉ mỉ, nên động tác của các thành viên rất nhanh nhẹ và ăn ý với nhau. Cái nào cứng quá thì chúng ta sẽ sử dụng cái cờ lê để có thể mở ra nha. Cố lên. Rồi, ra. Còn một con nữa. Cẩn thận nha, cẩn thận lấy cái thùng coi chừng dập chân nha con nha. Đây, cẩn thận cái thùng nha. Con lên kia. Sao không lên kia quý? Rồi, lên trên kia sẵn đi. Thiên quý quá tập trung khiến cậu bé suýt quên mất nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của mình luôn á. Một người từng người một. Duy Tiến đang dẫn bóng. Rồi. Có khẩu hiệu cho bạn chuẩn bị nha. Thấy. Rồi con, bắt đầu. Độ chính xác nha, cần độ. Ê. Không ghi được điểm rồi, tiếc quá. Rồi, tới đi. Từ từ lâm. Để bạn tập trung nha. Cố lên Huy ơi. Rất đáng tiếc, vẫn chưa có điểm được ghi. À đi. Thiên quý, cẩn thận nào. Đúng rồi. Đội xanh lá đã ghi được điểm số đầu tiên. Đúng rồi, thấy vậy đó. Thấy bóng mà thấy nhẹ lên. Cố lên, Quý ơi, cố lên. Ê. Tiếp tục. Được chưa? Được, thấy con. Nó dễ vô hơn. Ôi, lại không vào. Không được. Vậy là không có điểm rồi. Rồi, tập trung là bình tĩnh không sao hết. Rồi. Lại. Giỏi. Rất tốt. Thiên quý đã ghi thêm được một điểm cho đội xanh lá. Hãy đi con, hãy đi. Hãy. Có vẻ như bạn Thiên Quý đã biết cách để ghi điểm cho đội của mình. Lại thêm một điểm nữa. Tốt lắm Thiên Quý. Giỏi. Mình truyền bóng lên đi. Đội xanh lá lại có thêm một điểm nữa rồi. Để xem Thiên Quý có ghi được thêm điểm cho đội của mình không. Quý là giỏi. Rất tốt. Thêm một điểm nữa được ghi. Đấy. Đây. Rồi, đứng đó chờ đó. Giỏi.
lại một điểm nữa rồi. Ồ, đường truyền của Bảo Lâm hơi quá đà khiến cho Thiên Quý gặp khó khăn rồi. Thấy không? Đâu rồi? À đây. Yeah, lại thêm một điểm nữa cho đội xanh lá. Có vẻ như Thiên Quý đã nắm được phương pháp để ghi điểm cho đội xanh lá của mình. Cái này gọi là vào khuôn á. Cố lên Thiên Quý ơi. Lại thêm một điểm nữa được ghi cho đội xanh lá. Thấy đi con. Cố lên. Thưa quý vị, như vậy là đội màu xanh lá cây đã vượt qua thử thách trong vòng 6 phút 11 giây. Tuy nhiên, tiếc một chút xíu là đội màu xanh lá cây đã thể hiện khá là tốt, nhưng phần mà chúng ta cho banh vào trong thùng phi thì chỉ đạt được 9 quả bóng thôi. Do đó, chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay thuộc về đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Xin chúc mừng đội màu xanh dương. Điều này cũng đồng nghĩa là đội trưởng Mâu Thủy sẽ có 3 sự lựa chọn, 3 thành viên vào trong đội hình chính thức của ngày hôm nay. Hai đội trưởng còn lại, mỗi đội trưởng sẽ chọn ra một thành viên. Chúng ta sẽ cùng đến với phần lựa chọn thành viên cho đội hình chính thức. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lựa chọn các thành viên vào trong đội hình chính thức để thi đấu với đội khách ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là đội trưởng Mâu Thủy. Xin mời đội trưởng Mâu Thủy. Hôm nay rất là may mắn khi mà đội của Mâu Thủy được thắng thử thách 2 lần liên tiếp. Và hôm nay thì Thủy sẽ chọn Tấn Nam, Khánh Nam và Phú Quý vô đội hình tiêu biểu. Xin mời ba con. Với đội hình này thì Ali nghĩ là ngày hôm nay Ali sẽ lựa chọn ra một cái tên mà từ lúc có đội hình tiêu biểu đến giờ Ali vẫn chưa kêu tên bạn này, đó chính là Hạo Khang. Hạo Khang. Đội trưởng SC. SC sẽ chọn Thiên Quý. Thiên Quý. Đây là 5 thành viên đầu tiên của đội hình chính thức. Chúng ta vẫn còn 2 thành viên còn lại với sự lựa chọn của huấn luyện viên Minh Phương. Thầy sẽ chọn 2 bạn. Một bạn của đội Ali là bạn Thiên. Và một bạn của đội ST, bạn Tiến. Long Văn Tiến. Thưa quý vị, và đây sẽ là đội hình chính thức để chúng ta đá giao hữu với lại đội khách. Các bạn cầu thủ nhí còn lại, các con cũng hãy nhớ là luôn trong tư thế sẵn sàng để nếu có sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Minh Phương là chúng ta sẽ ra tiếp ứng cho bạn liền nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy để cho các cầu thủ nhí chuẩn bị trong ít phút để có thể sẵn sàng cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay giữa đội cầu thủ nhí 2021 và đội tuyển SNA. Đội cổ vũ của đội trưởng Ali ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta một tiết mục rất là vui nhộn. Cảm ơn đội trưởng Ali và các con. Xin mời các con vào trong nha. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu quan trọng trong tuần này giữa hai đội. Đầu tiên, hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đội tuyển cầu thủ nhí 2021. Và đối thủ của đội tuyển cầu thủ nhí ngày hôm nay, hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đội tuyển
SNA. Cầu thủ nhí của chúng ta đều đang rất sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này. Và huấn luyện viên cho đội cầu thủ nhí đó chính là huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Và huấn luyện viên cho đội tuyển SNA đó chính là huấn luyện viên Mai Đình Thi. Và nhiệm vụ của ba đội trưởng ngày hôm nay cũng như những tuần vừa rồi thôi. Hậu cần, nước nôi, chăm sóc sức khỏe, y tế cho các bạn nhỏ của chúng ta. Không, mấy mình đừng nói được không chị? Sao vậy? Tuần nào chị cũng nói cái đó hết, em không, nhớ rồi. Không, em nhớ nhưng mà mấy bạn nhỏ bữa bên đây chưa nhớ. Để chị mới nhắc cho các bạn nhỏ mình bên này nhớ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay để chào đón trọng tài cho trận đấu ngày hôm nay. Đó chính là trọng tài Văn Hiếu. Một lần nữa, chúc cho tất cả các cầu thủ nhí của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một trận thi đấu thật hay. Trận thi đấu của chúng ta xin được phép bắt đầu. Tập trung vào. Quý kìa, Khang. Quý trước mặt là Khang. Nhắc nhở lên đá con, nhắc nhở lên Kiệt. Tập trung vô. Nam, Nam qua bên phải Nam. Từ từ, từ từ. Đúng rồi, tốt con. Một mình, một mình. Lên Thiên. Ấy, rất tiếc cho tình huống dứt điểm của Thiên Quý. Quý xong ra con. Ờ, sao mới có đầu trận mà các bạn cầu thủ nhí lên, cứ ỉm xìu thế nhỉ? Tập trung nào các bạn nhỏ ơi. Ôi trời, nhẹ quá. Đường tạt bóng của Hoàng Thiên có vẻ hơi nhẹ. Bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, Lương Thiên. Lên luôn. Bước lên Thiên, bước lên, Chí Thiên. Một mình lên. Chuyền bên. Hay quá. Tập trung vào. Khang ở ngoài này là Khang, chỗ đó của Nam Khang. Thanh, ra Thanh, nhanh không? Đội SNA đã có sự thay đổi người. Số 23 Cải Nguyên ra sân. Vào sân là số 7 Nguyễn Tiến Thanh. Và dứt điểm từ xa của Hào Khang đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội cầu thủ nhí. Hay lắm Hào Khang ơi. Tập trung vô Nguyên, tập trung vô Nguyên. Kẹt thì ném xa lên Tuấn. Tình huống tranh chấp bóng giữa sân. Thiên. Hoàng Thiên đã bị ngã. Sẽ là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ nhí. Và Tấn Nam sẽ là cầu thủ thực hiện tình huống cố định này. Không vào rồi. Rất đẹp, rất đẹp. Ném lên Tuấn. Tuấn. Cố lên. Cố lên Thiên. Cố lên, cố lên, cố lên. Thiên vô. Không có cao chân con, phạt á. Cạn bóng, cạn bóng. Đẩy lên Nguyên. Giáp, giỏi. Nguyên lên. Tốt Khang. Hay Khang. Khang ơi, Khang ơi. Ok, Khang. Khang ơi. Tốt Khang. Chơi. Đâm ơi. Ôi, cho chi bà rồi Đâm ơi. Tốt Khang, tốt Khang. Nam đá là được rồi. Hay lắm. Với pha nhồi bóng từ biên của Hạo Khang, Thiên Quý đã có thêm một bàn thắng cho các bạn cầu thủ nhí. Chúc mừng các bạn nhỏ! Mày con trai của tôi giỏi quá! Đá đi con, từ từ. Sau lưng là Thiên, sau lưng là con Thiên. Một mình Quý, một mình Quý. Quý Thiên, Thiên. Quý ơi! Trời ơi! Giỏi quá!
Vậy là trận thứ nhất đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội cầu thủ nhí của chúng ta. Cố gắng giữ vững phong độ trong hiệp đấu thứ hai nhá. Con hay có cái tánh đó. Vị trí nào chơi đúng vị trí đó đi. Con bây giờ con mới phát hiện ra là con chơi tốt rồi đó. Con thấy mấy bạn đá hay nhưng mà chưa phối hợp ăn ý với nhau và cộng thêm không may mắn cho nên thua hiệp 1. Đúng rồi, con từ nào thì con cứ tì đè các bạn không về thôi nha. Khi nào Tuấn ném bóng lên cố gắng tì đè mình nhận bóng rồi phối hợp với nhau. Nhìn người vô, nhìn người. Mở ra, lên tiếng. Nhanh nhẹn lên. Hay quá. Đúng rồi, tốt. Chuyền đúng. Lên vô. Thôi con. Tân, mở ra đây cho Lâm, đúng rồi. Lâm nè, đi lên tiếng, đi lên. Rồi, mình đánh từ từ hay. Lâu rồi. Biêu kìa. Kìa. Đúng rồi. Giỏi. Với lợi thế về thể hình nhỏ nhắn, các tiền vệ của đội cầu thủ nhí đã tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối bạn. Đúng rồi. Đúng. Đi lên con. Chiến đi. Ta lấy bóng của Duy Tiến. Không được. Cần quan sát kỹ hơn Tiến ơi. Về. Lâm ơi, không có phá bóng. Không chơi. Không có phá bóng. Tụi con là tuổi chơi bóng, không có phá. Tập trung. Di chuyển cạt. Tập trung, đúng rồi. Trời ơi, hôm nay Tuấn hay quá. Ok. Tuấn, di chuyển. Hai bạn biên di chuyển đi con, nhận bóng. Áo xanh đó hả con? Nam rồi, Nam béo rồi. Di chuyển. Chuẩn bị con. Hai Phú. Lên Phú ơi. Xuống đây. Yes. Ba không rồi. Tỷ số đã được nâng lên cho các thành viên của đội cầu thủ nhí. Bàn thắng được ghi bởi tiền vệ Minh Phú. Nghĩ nè. Trả lời vào. Con tâm bay đang ở dưới này, bay dưới này. Đấu tuần này dường như là dành cho Minh Phú. Xuất sắc lắm Phú ơi. Lên luôn. Đi lên. Đi lên nữa. Lên. Số luôn Lâm. Tổng tố. Kể cả không. Lâm. Đội cầu thủ nhí đã đưa Khánh Nam và Hoàng Thiên vào sân thay thế cho Bảo Lâm và Duy Tiến. Hay quá Quý ơi. Lên Tân. Đấy. Dở quá Tân. Lên luôn Nam Béo ơi. Lùi về Thanh. Yeah. Khánh Nam lại ghi thêm bàn thắng cho đội cầu thủ nhí. Tỷ số bây giờ là 5-0. Nhất kìa. Luôn ủi mấy bạn thì có. Lên luôn. Đó tốt kêu. Một mình Tân. Trời ơi. Thủ môn của đội SNA đã có những pha cản bóng rất tốt. Đấy. Một mình Tân. Ôi giời. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc trận đấu ngày hôm nay với tỷ số nghiêng về đội cầu thủ nhí. Xin chúc mừng đội cầu thủ nhí. Nhưng mà cô Sam cũng muốn gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Mai Đình Thi cũng như là các bạn cầu thủ nhí trong team SNA. Các con đã đến đây nè, thi đấu thật là hết mình và cháy hết mình ở trên sân cỏ. Các con cũng rất là giỏi nha, cô cảm ơn các con nha. Còn bây giờ thì chương trình sẽ có những chiếc huy chương lưu niệm gửi tặng đến cho các bạn cầu thủ nhí của đội tuyển SNA.
em xin mời huấn luyện viên Mai Đình Thi mình có thể phát biểu đôi lời trong giây phút này được không ạ? Thì hôm nay trung tâm Med này đến đây thì để giao lưu và học hỏi các bạn trẻ này, học hỏi được các bạn của cầu thủ nhí tham gia chương trình hôm nay. Thì không có gì hơn thì cũng chúc chương trình các cầu thủ và các ekip chương trình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh Mai Đình Thi ạ. Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, tuần này chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 sẽ mang một phần quà ý nghĩa đến dành tặng trường tiểu học Âu Dương Lân, quận 8. Đó là một cặp khung thành với hy vọng sẽ đem đến các bạn học sinh một sân chơi thể thao bổ ích. Chào thầy Hưng, mình là Minh Phương, cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Thì hôm nay mình đại diện cho chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Trước mắt là ghé thăm trường tiểu học Âu Dương Lân của quận 8, sau đó cũng là đại diện cho chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đến đây để tặng một cái món quà ý nghĩa nho nhỏ, đó là hai cái chiếc khung thành. Không biết thầy Hưng cảm nghĩ về hai chiếc khung thành như thế này ạ? Dạ, trước hết thì em cũng cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đã tặng món quà rất là ý nghĩa cho nhà trường. Thì em cũng thay mặt nhà trường cảm ơn chương trình đã có món quà rất là thiết thực để có thể là động viên đội bóng có nhiều thành tích hơn trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Minh Phương cũng hy vọng là trong tương lai thì cái cầu thủ Dí cũng sẽ gặp lại đội tuyển của trường tiểu học Âu Dương Lân. Dạ. Để có những cái giao lưu về bóng đá học đường cũng như là các môn thể thao. Dạ, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần vô cùng đặc biệt. Đó chính là bình chọn cho một bạn cầu thủ nhí được yêu thích nhất trong trận ngày hôm nay. Wow. Ai đây? Và quyền lựa chọn sẽ nằm ở 12 bạn cầu thủ nhí. Các con có quyền ứng cử cho chính mình hoặc bầu chọn cho bạn, tùy thuộc vào các con. Các con có muốn biết là phần quà của chương trình dành tặng cho giải thưởng này là gì không? Dạ muốn. Nếu bạn nào được bình chọn là cầu thủ nhí yêu thích nhất trong trận ngày hôm nay thì sẽ nhận được một món quà của chương trình, đó chính là một đôi giày siêu xịn được nhập khẩu từ NASA xuống đây. Khi mà các con đeo vô, các con sẽ chạy như là sấm sét đó. Cho nên là các con hãy cố gắng giành lấy giải thưởng này, và chỉ có một đôi duy nhất trên thế giới mà thôi. Nhưng mà các con nhớ nha, chúng ta có quyền tự ứng cử cho chính bản thân mình. Vậy cô Sa muốn biết là ở đây bạn nào muốn ứng cử cho chính mình? Giơ tay cho cô Sa thấy. Nào, Khánh Nam. Khánh Nam ơi, nếu mà ngày hôm nay con đã muốn ứng cử cho mình thì cô Sa muốn con hãy nói những lý do để thuyết phục các bạn còn lại ngày hôm nay sẽ bình chọn cho con. Con hôm nay là đá tốt hơn mọi khi, với lại là không giống yếu ớt như mấy ngày trước. Nói chung là ngày hôm nay mình có một cái sự mạnh mẽ bứt phá, đúng không? Tiến bộ vượt bậc đúng không? Đó, cảm ơn Khánh Nam nha, mời con về vị trí của mình. Và có bạn nào mà hôm nay muốn ứng cử cho mình nữa không nè? Phú. Phú ơi, và con hãy tiếp tục nói lý do cho cô Sam vì sao ngày hôm nay mình thấy xứng đáng, và cố gắng thuyết phục các bạn sẽ bình chọn cho con ngày hôm nay đi. Mỗi khi con không được ghi bàn nên bữa nay con được ghi bàn được 2 trái, và con đã cố gắng hết sức để tập luyện nhiều hơn cho thầy Minh Phương thấy con đã hay cỡ nào. Rồi, cảm ơn chú nha. Còn bạn nào nữa không nè, mạnh dạn lên. Mình phải lên, mình thuyết phục bạn mình bình chọn cho mình đi chứ.
giải thưởng ngày hôm nay là chỉ có một duy nhất mà thôi. Rồi và bây giờ thì nếu mà không có bạn nào tự tiến cử nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với lại phần bình chọn nha. Từng bạn sẽ theo cô Sam lên trên chiếc thùng này viết tên cầu thủ nhí mà chúng ta cảm thấy được yêu thích nhất trong trận ngày hôm nay và bỏ vào thùng bí mật nha. Bây giờ bắt đầu bằng Xuân Chương nào. Chương nhất tự bầu Chương luôn quá. Sam đã có kết quả cho buổi bình chọn ngày hôm nay. Nhưng trước khi biết được bạn nào chiến thắng chung cuộc thì cô Sam sẽ mời ra top 3 bạn cầu thủ nhí được yêu thích nhất trong trận đấu ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì cô mời bạn Tấn Nam. Wow. Bạn tiếp theo là bạn Khánh Nam. Bạn cuối cùng là bạn Minh Phú. Ồ, sao đội cô Thủy không vậy? Wow, nở mày nở mặt Thủy ơi, nở mày nở mặt. Rồi, cả ba số phiếu của ba bạn á thì rất là ngang tài ngang sức với nhau. Tuy nhiên có một bạn nhận được số phiếu cao hơn hai bạn còn lại và bạn đó sẽ trở thành cầu thủ nhí được yêu thích nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ nhí đó chính là, chúc mừng Khánh Nam. Chúc mừng Khánh Nam, như vậy là con đã nhận được bình chọn là cầu thủ nhí được yêu thích nhất trong trận ngày hôm nay. Và đây là giải thưởng đôi giày từ NASA của con. Em cảm ơn cô. Ngoài ra thì cô Sam còn có một bất ngờ dành cho Khánh Nam. Với sự bình chọn yêu thích của các bạn thì con sẽ còn có thêm một đặc quyền, đó chính là không vào vòng nguy hiểm ở trong tập sau. Một sự cố gắng được ghi nhận. Ừ, có nghĩa là mình sẽ an toàn được một tập, nhưng không vì như vậy mà mình sẽ lơ là và mình ỷ lại nha. Càng phải cố gắng hơn nữa để có thể chứng minh cho các bạn thấy là mình xứng đáng, đúng không, cho giải thưởng ngày hôm nay nha. Cảm ơn Khánh Nam, mời con về vị trí của mình. Thưa quý vị, như vậy là tập ngày hôm nay cũng đã khép lại với rất là nhiều tiếng cười trên những gương mặt nhỏ đáng yêu ngây thơ của chúng ta và những phần quà dành cho sự cố gắng của các bé. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn theo dõi chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại! Lại thêm một tuần nữa trôi qua với rất nhiều thử thách trong luyện tập và thi đấu. Hy vọng các cầu thủ nhí của chúng ta đã có được nhiều bài học đáng quý trong tập tuần này. Nhưng con đường chinh phục top 10 thì không bao giờ là dễ dàng cả. Vậy nên các bạn nhỏ phải cố gắng hơn nữa để có thể là một trong 10 cái tên xuất sắc nhất của chương trình năm này nhé.